Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Nhím Sinh Review của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn và hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh phong cảnh hữu tình, cảnh đồng quê. Trên tay mình cầm đây là một khổ giấy A4. Bây giờ mình sẽ dùng khổ giấy A4 này để vẽ một bức tranh phong cảnh hữu tình rất là nên thơ và đồng quê nhé. Mình dùng đây là dùng khổ giấy A4 nha các bạn nhé. Đây là sẽ là bảng màu của mình để mình lấy màu này và vẽ nhé. Giờ mình sẽ vẽ một bức tranh về một cánh đồng quê và những con trâu đang gặm cỏ nhé. Đầu tiên mình sẽ phải lấy bút màu đen, bút chì đen để mình tô và khắc họa những khung cảnh nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ quả núi trước. Sẽ vẽ ba quả núi. Trong quả núi sẽ có một đường con sông chảy về cội nguồn đi từ xa xa. À, mình sẽ đặt camera để quay các bạn rõ hơn nhé. Đây nha các bạn. Đây mình sẽ vừa vẽ con sông này, vừa vẽ quả núi này. Đấy, ở đây có những cánh đồng nhá, cánh đồng ruộng này, cánh đồng ruộng màu vàng. Bên này có những đàn trâu đang đi gặm cỏ nhá. Đây mình sẽ vẽ con trâu trước. Đây là chân của chú trâu nhé. Đây là đuôi. Đây là một chú trâu này. Đây có những cánh đồng lúa màu vàng. Trên đây là một con sông màu xanh chảy qua. Đây sẽ có một cái cầu nhé. Đây sẽ có một cái cầu đi qua này. Xa xa có một ngôi nhà. Và bây giờ mình sẽ đi tô nhé. Quả núi này mình sẽ tô màu xanh này các bạn này. Tô màu xanh. Núi này sẽ tô màu xanh nhé. Núi tô màu xanh nhé. Cánh đồng sẽ tô màu vàng này. Cánh đồng lúa nhé. Đây, cánh đồng lúa đây. Dòng sông thì sẽ có dòng sông nước chảy màu xanh này.
Đấy. Phần trâu thì mình sẽ tô màu đen, màu lâu. Ok nhé. Vậy là bức tranh về đồng quê, dòng sông và cây núi đồi của mình đã xong nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào các bạn nhé, ở các clip tiếp theo nhé. Bức tranh về đồng quê của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn, bye bye.